Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Đêm 22 sáng 23 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 đến 11 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Sáng 22 tháng 12, nhiệt độ tại thành phố Lạng Sơn còn 3 độ C. Còn trên trạm khí tượng Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ có âm 2,2 độ C. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt rét đậm rét hại này, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 23 tháng 12 đến 24 tháng 12 có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, nền nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, cấp 7, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8 đến 11 độ C, vùng núi 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10 đến 13 độ C, phía Nam 13 đến 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 đến 26 độ C, phía Nam 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trưa chiều trời nắng, riêng chiều tối và đêm có thể có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.